Hồ Vinh chào cả nhà nha. Cô làm gì anh Kiệt? Đập đá hả? Ừ. Ồ. Rồi. Rồi chào cả nhà nha. Anh Kiệt đang làm gì đó anh Kiệt? Đập đá. Trời ơi. Đập đá. Thì sáng là nghe nói là có ai tới đây quay phim anh hay gì anh Kiệt? Trời ơi, con chụp xã. À, đã tới. Ừ. Tới đây là quay anh cái gì anh kể ơi, là đi mấy người? 4 người. À. Nó nói này là đập đá mà. À, nói cái đó đó hả? Ờ. Nhưng mà cái này là ở đâu mà người ta kiếm gặp mà người ta nói anh chơi cái đó? Ờ, lượm trên cái ở đĩa. Đâu đâu anh đưa cái đó kỹ ra coi coi. Nè. À, giống như cái nắp với hai công hút ha. Ừ. Rồi cái quạt thì lấy phút à. À. Nhưng mà mấy cái đó là mấy chị sáng là kiếm ở đâu ra? Trong trại anh hay là ở đâu? Trời ơi, lượm giỡn ở đây nè. À, để đó. Ừ. Nhưng mà sao người ta vô trại anh được mà người ta kiếm? Anh cho vô hay sao? Anh đâu cho phép không? À, là không cho phép vô luôn. Anh không cho phép vô ha? Mũ à? Ừ. Cái gì? Tại bức tấm mũ của anh luôn hả? Ừ. Ừ. Nhưng mà lúc đó người ta vô người ta có hỏi anh gì không? Người ta quay phim người ta có xin phép anh chưa? Chưa. Là qua vô quay là tự nhiên muốn quay là quay chứ không xin phép ha? Còn anh đi lên cái chụp pin. Nó còn nói con này nè, nó nói ngủ mà chưa thức nữa. Con nằm mục kìa. À. Còn nó nói cái anh em á. Nói muốn diễn cái ủa nó mướn cái diễn gì. Thì nói đi nó cho chịu. Nó nói diễn đi cái này cho chịu cái vậy rồi của anh. Miếng anh đúng á cho anh chịu. À, tức là kêu là anh sẽ cho anh 1 triệu nếu mà nói là những cái clip trước của anh toàn là diễn đúng không? Đúng. À, giống như là nói mấy anh em YouTube quay là kêu anh diễn á ha. Ờ. À. Cái nó nói gì là nói á. Ủa tôi nói tôi diễn tôi diễn mà tôi quay á. Mà tôi quay thì tôi nói cái gì thì tôi nhớ cái gì tôi nói đó. Ừ. Rồi là cứ là gài anh là cứ nói đi đặng cho 1 triệu cứ gài anh thì chuyện đó hoài. Ờ. Mà anh có sao thì nói sự thật vậy. Ờ. Thì nói chung mấy anh em tới là quay nhiều khi cũng nói anh Kiệt với chị Nhi đi hái rau bắt cua bắt ốc hay là làm nấu cơm này kia vui vui để cho giải trí cho khán giả thôi chứ cũng đâu có gì đâu. Cũng mang đến nụ cười cho khán giả này kia thôi chứ. Cái đó là gì cũng coi như là diễn cũng được nữa nhưng mà mình diễn là đâu có cái gì hại cho ai đâu. Vậy. Ừ. Rồi có nói với anh gì nữa không? Nó nhớ rồi quên tẹo rồi. À, bây giờ anh tưởng anh nhớ lại từ đầu anh kể coi người ta tới lúc đầu làm sao rồi tiếp theo làm sao đi. Đầu tiên là tới đậu xe lại hàng sau. Từ đầu tiên là nó đậu xe đó. Ừ. À, đưa cho anh sập pin. Ừ. À, kêu đứng lại nói chuyện à. Là anh đi lên sạc pin à. Mà không cho anh đi hay sao? À, cái con mập á cãi cả anh. Ừ. Anh cũng hơi nóng rồi. Ừ. Anh không nói. Cản thêm cái nữa, cản thêm chập ba, anh cứ đá rồi luôn, bút lại luôn. Là ông đi mà giống như là không cho ông đi ha, là đẩy ông lại. Đúng. Đây, đi cản ba chập rồi, cái móc ra nó. Mấy ông á, mấy bà nói gì, hỏi mẹ đi. Đó. Là anh hỏi là muốn gì ha, nói đi ha. Nóng rồi, muốn gì, nói mẹ đi. Sật về đây, sật về, nè. Đi chào mấy bà, thấy mẹ mấy bà. Ờ, muốn gì? Nhưng mà mới vô là mấy người đó có giới thiệu với anh là ai rồi từ đâu tới này kia không? Nó nói Mạnh Quân. Nó nói Mạnh Quân. Ồ, vậy luôn hả? Nó nói Mạnh Quân tới giúp đỡ con Nhi. À. Đó. Nhưng mà anh là có nhìn kỹ những người đó là anh thấy là giống như có một người mà hay nói anh trên mạng không? Anh nhìn là kỹ có là không? Con anh nhìn kỹ là... Không có nói tên mà mình nói là người anh thấy... đó. Ờ, hay anh nói thấy anh cái mặt bọc thôi à. Ừ. cái bịt mặt á thì anh không có thấy. Ừ. Thấy mà không biết chỉ đàn bà nhưng bà mà thôn. Sáng giờ lại là giống như có giúp đỡ anh hay là gì không? Không. Nó cho tiền anh gì không? Đến từ cái chạy thêm nữa. Ừ. Rồi lúc sau hình như là có kêu anh lên quán cà phê ngồi nói chuyện phải không? Ừ. Là lên đó nói gì trên đó? Nó nói hỏi anh á vợ mày đi làm được nhiêu, ăn được làm tiền xe bao nhiêu. Ừ. Cái mới nói nó sốc ốc luôn đó nè, tiền xe á thì đi xa tùy theo 2 trăm mấy 300. Ừ. Đó
Có gì luôn đó hả? Rồi có hỏi gì nữa không? Kể em nguyên câu chuyện luôn coi. Còn nó nói á, băng YouTube kia lại quay cho nhiều. Cho nó nói nè, hai có nhiều cho nhiều, ít cho ít. Nhiều á thì cho 100, ít thì cho 300. Sao kỳ vậy? Chơi ngược dữ lắm. Nó ngược quá. Nói cho tức không? Nói cho tức. Còn nhiều đó anh kẹo. Rồi ta có nói gì anh không? Không. Rồi uống phê xong rồi có đi đâu nữa không? Có dẫn anh đi đâu nữa không hay sao? Anh không đi. Nhưng mà lúc người ta lại đây là anh là... Đó, có... còn kêu anh á, nói á. Anh lên xe đi vô chợ cũng hay với tôi, anh kiếm vợ anh bắt phát gì đâu. Nói á, nói thẳng vô, nói là tôi á đi về nấu cơm cho vợ tôi ăn. Tôi không có mà rảnh tôi đi ha. Tôi không đi, không đi. Mấy người được ghép quá đáng á. Ghép quá đáng rồi dừng cái tay đó. Thì giống như hồi sáng là người ta tới đây là người ta không có được sự đồng ý của anh mà tự ý quay phim phải không? Cái thứ nhất, thứ hai là có cái hành động là giống như cản anh là không cho anh đi đâu, bắt anh phải ở đây. Phải không? Nó kêu á, lại ngồi nó chạy chơi, nó chạy giúp đi. Nó chạy hỏi trả lời câu chuyện thì đi rồi, muốn đi đâu đi. Rồi cái lúc đó, tôi không tính nó là mày là má mà thôi vậy, tôi nói chạy mày. Tính nó cửa ra, thấy đóng quá. Rồi cái lúc mà người ta cản anh á, người ta có đụng chạm với anh không? Không. Nó đẩy lại anh ha, đụng vô người anh không? Nó chỉ đấm cáo thôi. Nắm chỗ nào đó anh? Nắm chỗ nào? Là kéo lại không cho anh đi á ha. Vậy là cũng cản trở anh rồi. Đúng rồi. Là mấy nói nè. Rồi mấy bài sao? Rồi mấy bài sao? Mấy bài nói ai? Lúc vui rồi sao không? Rồi từ đó về sau là có quay phim anh tiếp nữa không? Không, có gì đó. Không rồi mấy người đó đi đâu? Là quá phá. Là tới lúc em lên luôn đó ha. Rồi. Anh về đây chặt bầu con ấy, nó lên được rồi. Cái là... cái khúc quan trọng là đầu tiên ta vô ta nói là Mạnh Thường Quân sẽ giúp anh ha. Vụ này nó có vấn đề ha. Mạnh Quân giúp mà sao cản trở dữ vậy? Anh đi rồi không cho anh đi. Mà ta đi sạc pin điện thoại thôi mà có gì đâu mà. Đi mà nói em phải ở đây không cho đi thì ngộ ta. Rồi cái lúc mà anh đi sạc pin điện thoại đó anh có cầm cục sạc đi theo không? Có. Mà cản trở anh không cho anh đi. Cục sạc chỉ có máy luôn. Giờ mấy người đó có lấy gì của anh không? Ở đó à. Ở đâu rồi? Bắt đầu hả? Kìa em nhét vô kia kìa. Chiếu kìa. Ở đây nè. Nó đó nè. Nó đó đồ rồi. Chơi đá ha. Đừng gắn nó vô. Chung mà cái đó là anh Kiệt nói là cái đồ mà hút thuốc của anh Kiệt thôi. Rồi bây giờ ví dụ mà mấy người đó tới nữa, bây giờ anh hỏi mấy người đó là có đồng ý là đi test với anh luôn là anh đồng ý không? Đồng ý. Là đi luôn ha. Thì không. Rồi người ta có nói anh là sẽ dắt anh đi thử không? Anh không nghe. Chưa nghe hả? Vậy là tao không có lo cho anh Kiệt rồi. Vậy là bây giờ mà nếu mà người ta có quay lại là mình rủ đi luôn. Đi test luôn. Thôi luôn. Để chờ sáng tỏ luôn ha. Chứ để luôn thôi, nói xấu anh hoài phải không? Rồi sáng là vợ anh là chưa về kịp hả anh chị? Chưa. Rồi từ lúc bả về tới giờ bả có nói gì anh không? Anh có kể lại câu chuyện đó không? Có, nhưng mà nó thôi bỏ tại bỏ đi. Nó nói đừng nóng anh ơi. Nó là vậy. Rồi ví dụ một hồi mà mấy người đó có quay lại thì anh có muốn nói gì với người ta không? Đó. Nói gì? Đầu hàng. Sao ngoài hàng anh chị? Ô, đầu hàng nó ấy nói chút bên lại mà mất tiêu, đầu hàng. Ủa ý là cái từ đó là anh sử dụng cho bên kia không phải nói mình đúng không? Bên ủa kia thôi mà. Ta đi, nó nói chút quay lại ha. Nãy giờ anh đợi bao lâu rồi, anh Kiệt? Đã nửa tiếng. Nãy giờ mấy tiếng luôn, nửa tiếng. Ông ngủ con giấc thì vậy đó. Là bây giờ ông thức là nửa tiếng đó. Trời ra ngoài không thấy. Không thấy mấy con chuột. Không thấy mấy con chuột hàng hạ rồi. Sao hàng hạ tôi hàng chứ. Hàng hạ. Lâu lắm vừa.
Nãy thấy anh Kiệt ship ghe mà tao giờ dữ vậy. Ship ghe gì? Nó không chọt cái luôn ghe. Nói chung là ở đây là mình báo công an hết rồi đó. Chừng nào mấy người đó lại là mình điện công an lại đây luôn. Rồi ví dụ mà người ta nói anh chơi cái gì đó là anh với bên đó nói chuyện nhau rồi mình dẫn đi test luôn, có công an làm chứng luôn. Ừ, nếu mà không có là cái bên kia phải có cái chịu trách nhiệm đó, bồi thường danh dự cho người ta, xúc phạm người ta từ rất là nhiều lần rồi. Cái đó là phạt nặng lắm chứ không phải giỡn đâu. Mà nặng nhiều nhất là có nhiều khi hình sự luôn đó. Thôi anh Kiệt, anh ngồi xuống làm nền tiếp đi anh Kiệt. Hả? Làm đi để lỡ giỡn việc anh mình vừa làm mình vừa nói. Mình vừa làm vừa nói. Cục đó cục gì anh Kiệt? Hay hả? Ừ. Tặng đá. Đá hả? Vậy là anh đang làm gì vậy? Lót hả? Nhưng mà đang làm gì á? Đập đất nền. Chậm quá đó. Anh Kiệt thì đang đập đá nữa giờ. Đập đá gì chậm? Hai cục gạch đập gạch luôn hả anh Kiệt? Ủa nghe. Cũng chuyên nghiệp lắm chứ bộ. Quên rồi. Cái này là chưa đập gì anh Kiệt? Đập đá. Đập đá. Gạch. Cái cục đó cục gạch mà. Đập gạch đập đá. Rồi, nói gì rồi, sớm giờ nấu cơm cho chị ăn chưa? Rồi hả? Đó, nói chung là anh Kiệt đã đồng ý chấp nhận, nếu mà lại là dẫn đi test là hai chồng anh Kiệt đi luôn. Chị Nhi đi luôn hay gì anh Kiệt? Đi luôn. Rồi bây giờ nói thẳng luôn, bây giờ không có là phải chịu trách nhiệm đi nha. Phải... Gửi lời nhắn tới người ta luôn đi anh Kiệt. Gửi lời nhắn nè Hoàng. Đi test. Thì không có, đợi đi bà lập kẹo. Ồ. Có giá luôn ha. Coi đi. Lấy nó 2 tỷ á. Rồi phải đứng ra xin lỗi. Lúc trước giờ toàn lên mạng sao họ chửi ta không à. Giờ phải đứng ra xin lỗi luôn. Còn nói cái này hả? Mà bán cái vụ ngoại bán nhà đuổi ngoại đi vậy đó hả? Tôi có gì đó nữa sao? Có anh Kiệt. Lại đi có. Thì vô quan nữa hả? Vô khống người ta luôn rồi. Lại đi có mà ngoại anh lại đi có đây. Sao người ta nói có kìa? Càng khó không? Kêu lại đây, dặn xuống tới An Lộc luôn. Thì cái đó là nãy bên cơ quan người ta nói rồi đó. Ví dụ mà người ta nói cái gì mà không đúng với anh á, là anh muốn là anh làm cái đơn rồi ra nộp cho người ta sẽ xử lý. Bình thường cái đó bình thường.